Thì mình nếu mà nó chiên rộng được như cái này nhưng mà cho vào rán thì quên đi. Ở đây đang chị cho vào rán này này. Đó, mỡ. Nhưng mà cho đồ chiên rộng thì được ít mỡ hơn. Nó ít mỡ hơn, có chịu được mỡ rồi. Bản thân này trong này nên là mỡ rồi. Vừa nãy là chị đã cho vào cái nồi ấy thôi. Nồi cái bếp nướng cho chị rồi. Cái này gọi là xúc xích hay là lạp xưởng? Lạp xưởng. Chị biết xúc xích lạp xưởng khác nhau cái gì không? Không. Lạp xưởng là rất là vị ngọt ngọt, lạp xưởng gì? Ok. Đấy. Được rồi.